Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì theo một số yêu cầu của anh chị và các bạn thì mình sẽ theo chân các chú lá dừa này nè, chia sẻ đến anh chị và các bạn cùng xem cái cảnh đốn dừa và cùng tham khảo cái giá dừa hiện tại ở quê mình ha. Hôm nay thì ở quê mình thì cũng vào mùa nắng rồi nên giá dừa cũng có nhóm lên chút ít ra cả nhà. Thì không biết ở chỗ anh chị và các bạn thì cái giá dừa hôm nay như thế nào ha. Thường thì mình đi chia sẻ cái giá dừa là có những giống dừa như là dừa xiêm xanh và dừa ta ha. Ở chỗ mình thì ít có dừa mã lai. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cảnh đốn dừa, rồi tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ cái giá đến anh chị và các bạn cùng tham khảo nha. Nếu anh chị và các bạn cùng muốn biết cái giá dừa hôm nay như thế nào thì mời cùng xem clip với mình nha. Cái cây trời, nó thấp mà dừa nó tốt quá trời luôn ha. Lâu quá rồi không có quay bác Sáu với mà đống dừa, bữa nay quay thấy vui quá ha. Chiếc của ông Sáu, cái chiếc ông Sáu bển chiến gồ ông đồ quá trời, miếng đồ nhiêu không? 35 triệu. Cái kẻ còn bằng đó hả? Cái nhà có con nhỏ chạy đó, con bằng chạy đó. Còn ngon không anh? Còn ngon còn bạc. Nói anh nghĩ đi. Chiếc đó là hồ mới có nhiêu đâu. Có đầu 47. Cái này đốn được hai hoài luôn rồi. 47, 6 giờ mình tầm 35 triệu là mua. Chứ giờ biết còn quá. Giờ này cũng còn thấp, đốn cũng nhanh ha. Con bạc anh ơi. Chứ con bạc chứ nào phải ăn bằng nha. Đi chạy là đợi lắm á, đợi xe ông luôn á. Mà ông nó dầm thứ gì kỹ. Ông biết kỹ rồi mà mua vàng vàng kéo đâu 30 triệu. 35 triệu mắc không thích đây. Mắc. Mà không chạy nhiều mắc. Ừ mắc. Tốt chứ mà không. Nãy giờ chưa đậy xe nữa ha. Vậy đi chưa hay là đợi nữa mới đi? Đợi đầy xe mới đi luôn ha. Điên chiến nó xa. Dừa này tốt quá chừng luôn. Mình quay chia sẻ chi tiết luôn đến cả nhà cùng xem cho vui ha. Cái cảnh đống dừa quê mình nha cả nhà. Tại vì nhiều anh chị và các bạn đó kia mình chia sẻ cái giá thì mình quay chia sẻ cả nhà cùng xem tham khảo ha. Đây là đi dài phía trước á, đang đống dừa phía trước nha cả nhà. Thì bữa nay á, cái vườn dừa này là mình thấy cũng không có cao hung nha, có mớ dừa tơ nè, không có cao hung rồi đốn mau. Quay sâu nè hả? Quay sâu nè. Thôi sợ lắm. Cái vườn dừa này thì trồng sen với lê rồi ha, thì ở đây mình thấy lê nó rụng nhiều lắm luôn nè, tại vì nó quá lứa đó cả nhà. Nè cái trái này nè, nó mới rụng luôn nè, cũng nó còn mới gì luôn nè ha. Hôm rồi có nhiều bạn hỏi mình là giá lê tại vườn thì bao nhiêu một ký, lúc này thì giá lê đã sụt nhiều lắm nè cả nhà. Khoảng một tháng trước là nó còn mười mấy ngàn một ký ha, còn hiện tại bây giờ là chị mình hái hôm qua đó là có 5 ngàn một ký nha cả nhà. Thì sẵn đây mình cũng chia sẻ đó nên chị và các bạn cùng tham khảo luôn nha. Thì cái vườn lê này của em mình nè, cái đợt chín này thì nó ít, còn cái đợt nhỏ này nè, nhưng mà lớn như bự hơn thì nó nhiều ha. Thì cái đó thì không biết chừng nào hái được. Còn lê chín bây giờ nè thì nó không có nhiều. Thì sẵn hôm nay mình chia sẻ cái giá dừa thì mình chia sẻ luôn để anh chị và các bạn có xem được á, thì cũng nắm được cái giá lê tại vườn ha. Cái mối này ăn dừa khỏe nè, không có gốc rau ra ha. Gốc rau ra thì lái mất thêm khâu làm nó tốn công hơn nữa, càng đủ với anh Việt. Còn mới nãy giờ sáng giờ có 400, còn khoảng 200 nữa mới đủ hả? Đúng rồi. Vậy là gia đình của bác Sáu phải đốn dài khoảng 2-3 lít mới đây cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi dài xuống phía vỏ dưới coi được bao nhiêu, chia sẻ cả nhà cùng xem nha. Đúng, vừa ở chỗ vườn này là không có sợ đói nè. Coi lê nó chín nó rụng coi nè. Nhóc quá trơn nha. Từ đây đi xuống chứ bến ở dưới tới vỏ tàu là khoảng mấy trăm mét đó cả nhà.
Nè, cái vườn này dài lắm. Cái này là ở đoạn giữa nè, nếu mà đi lên đầu trên đó là chắc gần một cây số luôn á, tại vì cái vườn này nó dài á. Rồi bây giờ đầy xe rồi, mình theo chân cái anh đẩy xe này nè xuống vỏ tàu, chia sẻ cả nhà cùng xem cái nãy giờ đốn được bao nhiêu rồi ha. Đẩy vườn mà đi lẹ lắm, mình nhìn theo nó không kịp chứ. Rồi sau một hồi đẩy từ ngoài vườn vô thì cũng đã tới bến rồi cả nhà. Mình chạy theo mà thở hào hển luôn rồi. Nó đẩy vườn quá trời lẹ. Mệt thở không ra hơi luôn. Vừa trái xuống vỏ, trái lớn đẹp quá. Chí này đẹp hơn chí nào hết luôn á. Đẩy nãy giờ chắc khoảng hơn 200 mét à. Thì mình vừa chạy theo cũng vừa tới luôn ha. Đẩy mà đi lẹ quá trời, chạy theo hào hển luôn. Mỗi khi là tới hai người đẩy lên. Bữa nay là có thằng ơn cái anh này, anh kia bữa nay nghỉ rồi ha. Chắc bữa nay ít. Bữa nay vừa đẹp phải không Việt? Đẹp hơn mấy chuyến trước. Chuyến trước nắng á, vừa nó không đẹp bằng. Tròn. Ừ, chuyến này cái tròn quá chừng luôn. Để xuống quay cận cảnh vỏ vừa cho cả nhà xem ha. Nước này cũng nước lớn nữa xong rồi, cũng dễ. Nước lớn rồi xuống vừa cũng dễ. Đó, vừa xuống vừa đẹp chưa. Cái này xuống với vỏ này hồi nó mới điếm nha. Rồi nó đốn xong hết rồi mới điếm. Đây là giống dừa sim xanh, còn có một ít dừa ta và một ít dừa sim đỏ nha cả nhà. Thì hiện tại giá dừa ở quê mình đó, nếu nhà vườn tự đốn giao tại bến luôn á là 60.000 một chục 12 trái nha. Vì lúc này thì trời nắng rồi nên giá cũng nhóm lên chút ít rồi đó cả nhà. Không biết chỗ anh chị và các bạn thì giá dừa lúc này như thế nào ha. Thì mình cũng vừa chia sẻ cái cảnh đốn dừa và cái giá dừa tại quê mình đến anh chị và các bạn cùng xem, cùng tham khảo ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi clip này của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip tiếp theo nữa nha.